Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là FootClinic. Chia sẻ cho mình với mọi người ơi, để mình có một cái động lực làm thật nhiều game hay nè. Cho mấy bạn coi nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Thank you.